Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa kính chúc với bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hồi nãy giờ Khương Dừa đi lì xì giờ được ba quý ông bà cô chú anh chị rồi. Trưa nắng quá cho nên Khương Dừa ghé hội quán ở sau mặt giường để ăn miếng cơm trưa, uống miếng nước, rồi giờ Khương Dừa đi tiếp với bà con cô bác. Nói chung là Khương Dừa chỉ cần đi vòng khu vực này thôi là cũng có rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị mình mưu sinh và rất là khó khăn. Đó, mình thì không có gì nhiều. Chỉ có một xíu tấm lòng của mình với lại tấm lòng của quý bà cô chú anh chị gửi tới bà con cô bác nhân dịp đầu năm mới. Hy vọng là xíu lọc đó sẽ giúp quý bà cô chú anh chị may mắn ha. Dạ, còn quý bà cô chú anh chị mình có thời gian thì tới ngay hội quán ở xa miệt vườn số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, mình uống nước, mình giao lưu văn nghệ nha. Giờ Khương Dừa đi tiếp đây. Ông ơi, ông lượm gì vậy? Ông lượm gì vậy? Dạ, nhà ông ở đâu? Dạ, ủa sao vợ con đâu mà không đi vậy? Chú kêu cả từ xưa rồi, chú lái xe đường dài hiểu không? Dạ. 55 tuổi mà lái thâu rồi. Vậy chú đây đang ngồi đi hỏi thăm xíu con lì xì cho. Kêu một bác luôn á. Thấy bác nhiêu tuổi rồi bác? 70 rồi cháu à. 70 bác. Mấy con nghe cái tuổi chú gì đó là mấy người ta đi đường á, ba rồi cái lon bia rồi để người ta bán á, cơm này cho chú. Dạ. Để thấy ông già cũng cũng nè, cũng sắm nhà cửa cũng đâu mà sắm gần 200 mà đường. Dạ. Giúp cho chú ngày cái bữa nhiều, trăm mấy 200, bữa dạ. 70 kiếm được hai bữa cơm cháu. Dạ. Bác nói bác ở Long An ở huyện nào bác? Ở Cần Đước cho đầu á. À Cần Đước cũng gần mà. Sao bác không về nhà bác ở? Không có trời, nhà cửa giờ đất đai chứ bác sĩ với quê, con gái chú là bác sĩ, con trai phải gì, trai cái số, trai đọc để mình phải chịu chứ. Chứ sao gái bác khá giờ bác không về ở chung gái? Có được, bởi vì gái nó có chồng nó lo cho con nó, chứ nước mắt chảy xuống mà cha mẹ mình lo mình lo con mình lo cho cháu mình chứ đâu cần lo chú đâu hiểu không? Chú mang trà mang nước kệ nó. Dạ. Chú thầy dạy hiểu không? Sợ lộn là khó ấm, nó là bằng người bà nọ mà nó lộn là khó ấm cho hiểu rồi. Dạ. Cha mà đâu có muốn con mình hư đâu hiểu không? Dạ. Để hư cắn là phải chịu thôi, nói cho hiểu rồi. Hồi xưa chú lấy chú 13, 14 tuổi phải không? Chú ở bên Tông Vũ Lâm là hồi xưa là cái đại đa của Lâm, giải phóng đâu nó phá cái đại đa là công nhân. Dạ. Dạ. Đó. Rồi chú 13, 14 tuổi bà ba luôn không có con. Chú tình định nói bà chị bạn gì vậy, nói bà dắt định lên đây mình có con. Sao mày cho nó học biết kèm xe thì sao mình già nó mà nó nuôi mình. Dạ. Cháu biết chú như người cậu anh ở đầu phải không? Dạ. Cái sinh nhỏ gái sinh năm 71 á. Dạ. Nó cái nhà đầu ba tấm luôn. Dạ. Đó, rồi đứa giữa vợ nước ngoài, còn thằng trai sao đang nói nghịch tình. Ủa vậy ba. Hả? À. Mà bác có gặp mấy anh chị không? Mấy đứa cháu hả? Dạ. Có gặp ngoài mà nhiều khi chú lậu xe lậu đây là nó qua lại thấy rồi nhiều khi tới những cái gì chú đâu có đây đâu gặp. Hay là bác thích đi vậy? Là cái số trời đặt để gì phải không? Để rồi, cháu nghe. Dạ rồi bác gái còn khỏe không bác? Vợ chú hả? Dạ. Chú, vợ chú giờ khoan để kể cháu nghe. Thì lúc đó đó, đến ngày dựng về ra chồng hôm chú để tóc năm 15 năm rồi. Chị bằng gì đó, nói mà cắt tóc cho anh đi, vợ đi hả con mà lấy chồng mà làm sao gì mình giữ. Chú mới nói về chị chung gì vậy chị à. Thì thấy hai dùm đời trước các cha mà chú ông nghe còn ngã chú mẹ chú ôm chú nhiều tấm bên ngoài phải không? Dạ. Rồi đến đời chuyện vợ cái chồng cho có ai qua cái đời chú gì ra phải không? Thì người ta mai mối cho chú vợ chú là chú người mà bạn nó giỏi việc phải không? Là hiểu bây giờ đó con gái chú y chang chú hồi nhỏ vậy đó. Dạ. Vợ chú không muốn đi trong đường động vẫn không có mới đi dự. Dạ. Nhốt cuộc bây giờ đó là nó có trên Củ Chi đất đai nhà cửa chảnh mà tại sao gả đi để chồng sao đâu không có gì cả. Cái gì sống với bên ngoại nữa, hai đứa con nó là dạ, 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 vợ dạ. Chú nuôi kêu ông ngoại phải không? Dạ. Nó thấy ông đi trong nhiều lần vẫn mà nó khiến vậy trời đất nó dạ. Định lực tạo quá. Rồi bác đi về 20 năm rồi hả? 20 năm, 2003, 2003 là 20 dạ, năm rồi. Rồi bác ở đâu? Thường bác ở đâu? Cái xe chú đậu đó, mưa gió mũi mồng thì kia là chú đều lướt qua được. Xe nào bác? Đó, nó có bình nước đá, à. Xe đó để bắt di chuyển hả? Không có, bây giờ xe quá dùng xe chú mới dắt qua hiểu không? Dạ. Đó, nói cho hiểu, sửa là bạch triệu thì luôn sửa. Dạ. Xe này nay là 7 năm rồi trước á, dạ. Chị ba nói, tại vì bà có tiền chủ với bà ông mắc xe đó, do mà cho nó mượn chạy luôn, vì chú thiệt tình mà phải không? Dạ. Rồi chú nó gạt chú này kia cái nọ nữa, chiếc thứ 8 nó còn.
cái bà chị nó làm xe ngủ mày năm mấy tháng năm đâu lại xe của bác rồi coi sao bác lụm nè bác về bán hai máng đằng xe đó hả đi bán rồi cái gì à bán được nhiêu bác mai bán được 70 ngàn rồi bác ăn cơm nước đâu bác ngủ ngoài đường luôn hả rồi để cho nghe thế rồi chú mới thấy rồi chú mới kể lại ông trời quên nó dạ cho chú đó chú chạy xe cho người tèo quen thủy kiểu người tèo mấy chiếc luôn một chiếc 3 tỷ 4 giò đó, mấy chiếc mà ổng đi chữ đường á ổng chết là đâu ai cứu được đâu ổng nhỏ được cứu mà nó phải không bởi vì chuyện nó dài luôn rồi lúc đó chết rồi là 7 năm sau cái thằng Cường đó là nó chạy xe vua bạn diễn quân đội đó đặt từ quân đội đó rồi nay giờ nó 55 tuổi lái thôi rồi giờ không thấy nó chạy nữa dạ ý nói là cái tuổi mình chạy đó là đó 3 năm cách lần đến 55 tuổi là nó nâng cách nữa là nó không là mình không có được điều lái đi Bắc Nam nữa phải không? Dạ dạ. Đó. Thì ra từ chỗ đó đó là 7 năm sau ra là nó nói là mình đi hai. Dạ. Đó, ông chết rồi mình mấy chiếc là 450 tỷ rồi mà đâu cứu được đâu. Cái bệnh cái đường đó là như trời khác từ ngày tới đó vậy. Sớm tới đó là hết rồi hết. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Bác lớn quá, bác về nhà, bác sống con cái thì nó khỏe. Đã nói đất đai chú bác sĩ dưới quê. Tỷ luôn hả? Mấy anh mấy chị mới nói một câu rồi nè, nói trời đất đai có giá dưới quê nhà ta cắt khoảng 300-400-500 triệu đất đai mày bán đi. Rồi mình cho một nhà mình xài dưới quê, chính nhà mình mà cái số mình phải lần đận vậy à. Người giống không ngồi chịu rồi. Chết nó lắc lại cũng đem theo gì được chứ. Dạ, quần áo này là áo này qua ai cho bác vậy? Áo này chú mua trong mấy chỗ quen biết chú này. Dạ, cái áo này áo đồng phục của bảo vệ nè. À đó đó. Ồ, trời, chú cũng nhiều chìa khóa quá ha. nhìn bác đẹp, nhìn bác đẹp lão á. Dạ. Dạ, xe bác đằng kia hả? Dạ. Quanh năm suốt tháng bác ở đẳng đây luôn hả? Nói là ý đó là 20 năm nữa là do nó mưa gió mưa mầm người sống thì có cái nhà người chết có mồ chú rồi trong tình là cửa lại đi 20 năm rồi. Dạ dạ. Đâu lại xe của bác rồi coi, rồi bác chưa bác ăn cơm đâu? Bác hủ tiếu bây giờ nó bán hủ tiếu rồi mà. À. Nhiều khi nó cho bánh cho mà chi ăn rồi đó sống rồi có. Dạ. Cái này bác ghét hả? Dạ. Ta biết cái xe này là 7 năm rồi nè, thấy cái kia mất hoài à. Làm xe cũ mà chiếc này cái thằng người đi đường á. Dạ. Có xe chú tàn quá thôi, chú bán xe này thì chú 3 triệu chú mua xe mới chạy. Dạ. Nó xong thư cho làm cái đó. Hôm nay là 7 năm nó dẫn xuống cấp luôn rồi nè. Dạ. Chứ khi mà gọi rồi bác đi lượm xa không? Bác lượm vòng vòng hả? Vòng đi đúng vòng xếp đây tới về thôi. Dạ. Có bữa nhiều lắm là được 200 mấy rồi bữa lâu lâu mới có bữa anh chị tay rồi sắt đồ rồi kia cái nọ nó nhiều còn. À. Rồi bác tắm rửa ở đâu? Ở vô cái xăng. À. Xe đây của bác hả? Thôi quá trời đồ không? Rồi bác chất đồ đi hả? Ngồi đây bác ngủ ngồi hả? Rồi lạ vậy? Cái đồ của bác quá trời đồ quá. Để hai tủ điện. Để trước cửa hàng ta. Ủa bác để trước cửa hàng ta gì người ta có la mình không? Không có gì đâu. Cái ghế ngồi đâu có gì đâu. Dạ. Sẵn mình coi giùm ta luôn hả? Có được gì vậy bác? Có mấy cái bịch lớn lớn lên định nhá. Ngày mai đi chút nữa chú đi lượm buổi chiều nữa nè. Buổi chiều bác chú bác đi lượm nữa. Lượm à, có. Ủa sao bác lượm ba lô chú bác quá trời bác vậy? Ba lô đó đồ đạc này kia của chú. Dạ. Xe này còn chạy được không bác? Được, yếu rồi chạy cháu à. Dạ. Dạ. Mấy cái cặp này người ta cho bác hay sao? À, mấy cái này nó bảo hiểm đồ này kia nọ để làm bán,
bán trước đi treo bán này kia nọ. Bác dọn dẹp chỗ này cũng gọn gàng quá ha. Trời, thấy ông chú quét sạch sẵn có một cái lông luôn á. Biết cái bữa chú quẹt vậy nè, ô quét dọn sạch sẽ nè. Điện đường đó, thấy ông đó cũng chở rồi, xuống giờ bình viện bán mất 100 ngày cũng trời chứ. Nói như vậy thì mình chờ, mình làm chỗ của có miếng rác, có một cái lông rồi. Mấy cái này của bác có cái nó xài được không? Bác để dành giữ thân vậy? Cái này xài được đó, có lượng được cái nón. Đây có gì mấy hũ gì bác? Hũ gì ăn đồ hả? Ăn, đồ ăn. Ai cho bác hả? Ê, cứ mua củ thiệu với cơm khô với củ thiệu với củ hành này kia cái nọ đó. À, bác ăn Tết hả? Đâu có cái phần thấm nó chú như vậy, tại thường cũng chúng ăn vậy à, chứ không có Tết đâu. Dạ. Rồi bác ở ngoài đây rồi rường nhiều khi ốm làm sao? Rồi chú nước vào, lúc chú qua Trung Quốc á, ngã bệnh là hai ngày rồi, nên là cho chú lòng điên nữa. Chú đã bên là 2003 đó đó là chú đi qua hội tình dục của người Trung Quốc mà hồi đi 8 giờ sáng đi khám bệnh mà cái giác này nó báo cho biết kết quả chú nghiêng bụng rồi. Chú nghĩ chú chắc cây mình dẫn xe chắc chơi nhiều quá bị sướng dướng gì ra là không phải bị lao phổi lúc đó con gái chú 13 tuổi tuổi à. Rồi lúc đó chú với mẹ có gì mà có nợ ra hoặc là mẹ chú lên cho nước mô chú làm biết này xe chú lên nước mô chú làm xe. Dạ. Xe làm trong cái lai đó. Dạ. Xe thấy chú giỏi vậy đi ra bắt đi lên xe. Tôi xe đầu tiên đó là rồi lo bằng chạy đầu tiên chạy ra để tôi chạy thuốc lá thì vẫn chỉ đem hai cái gì thôi. Ô tô hai á. Đó thì cho ô tô hai mới thấy vậy mới giới thiệu lên xe chạy lần dài chú mới gặp người tèo bệnh đó. Dạ. Đó chú với Cà Mau luôn mà nhà tôi ở dưới Cà Mau chú mới đem người với Cà Mau không đến luôn. Dạ. Lũng biên ta cho bác hay là bác mua? Lũng biên ta cho bác hay bác mua? Làm cái lũng biên nè. Cái cháu kia cho bác gì cho chai. Cho bác hả? Cho bọc cho chai. Cho bác uống rồi bác ra bán cho chai luôn. Cũng như nó cho lũng bia rồi, cho thêm hai lon lo uống rồi còn lon nè. Rồi bác tối bác ngủ ngoài đây mũi rồi sao? Đã nói mưa gió mũi mồng 20 năm rồi. Dạ. Rồi. Nắng quá trời luôn à. Rồi mưa bác ơi, vô cái hiên hả? Tháng mưa đợi rồi tháng trời mưa cũng chục lọt rồi. Dạ. Trời ơi. Còn mấy bữa hết tiền thì người ta có cho gì chú ăn không? Không, nói đúng là cái đợt để người ta lì xì chú hơn triệu người 200 canh này kia sớm hay là mấy chỗ người ta cũng như là không phải là gà lai nhưng chở bia ta có cơ sở trọng á, lượng hơn bia cho ta cho rồi người ta cầm tiền cho ta cho hai ba người vậy đó. Dạ. Rồi xe này mỗi bằng bác di chuyển bác đâu có chạy được hả, bác chất đồ nhiều quá sao chạy được? Dạ quá trời đồ luôn nè. Rồi. Đi lượm luôn bia chẳng á, cái bà chủ quán á mấy thì 100 ngàn nữa nè. Ừ, ngon ha. Không phải là thấy không? Dạ. Bà đi qua rồi, bà kêu trở lại nói tôi tưởng nó kêu cho luôn bia. Dạ. Bà nói thì chú bà là chủ quán á. Dạ. Lúc nhất ba luôn bia đâu rồi. Dạ. Dạ. Rồi bác không lượm, bác ngồi xe vậy hả? Bây giờ là chút nữa chiều chúng đi qua lượm, rồi bắt đầu sáng á, chúng mới đem vô trong cái bình điện bán. Dạ. Nãy đi bán bên đây. Lượm bán mỗi ngày. Sáng giờ bác ăn cơm nước chưa? Cơ hội mấy bữa nay nhỏ kia nó bán nước mà nó nước đá này nè, nó bán mà mấy bữa nay cái tiền nay nó không có ra. Rồi chúng mới lại đó xin nước đá đó sẵn ông bán bánh mì á, mì chả cá đó. Dạ. Mua ổng cho nước đá rồi tối mì ổng nó thôi cho chú luôn á, cũng như là ổng giúp cho chú. Dạ, cho dạ. Có cuộc sống phải không? Bữa chút nữa đây bán này chú ăn luôn. Dạ. Chú, dạ.
hổm lúc trước đó là nó vừa cho bán vừa vừa cho da chay luôn cho ta cái thì kia điện thoại đó bữa nay cỡ tuần nay không thấy nó bán. Con nhìn con tưởng đó là bác giống như mấy cô chú khác mà mình kiểu mình quên mình không nhớ nhà mình đi lạc chứ. Tại nhà là chú cũng nhớ ha. Mà chú không về. Đã nói 64 thành chú đi 55 tỉnh giờ phải không? Dạ. Cái người đi đường á, chú nhìn bị số xe đó biết ở đâu cũng lửa nhỏ lắm rồi chú 50 ngàn. Chú nhìn chiếc xe đổi cháu phải người Nghệ An rồi luôn chứ sao biết. Chú nhìn cái lễ biển số 37 chú Vinh này kia rồi là chú nhìn chú còn minh mạnh. 84 đâu bác? 84 ở Trà Vinh. Dạ 71 bác. 71 cái xe. Dạ 64. Cái tư là Vĩnh Long. Dạ 72. 72 Vũng Tàu. Trời đã nói 6 cũng đã 55 tỉnh những tỉnh dù sao chứ chưa tới chú. Dạ. Biết thôi à. 75 á. 75 Quế. Dạ. 76 á. 76 Quảng Ngãi. Dạ. 78 á. 78 Phú Yên Tuy Hòa. 79 á. 79 Nha Trang. Dạ. Nói, dạ, cái đường đi trên bản đồ là chú thuộc đã nói từ Bắc 48 Bắc phải không? 48 hồi trước đó là ở Bình Thịnh Phan Thiết phải không? Dạ. Đó bây giờ đổi lên 86 đó. 78 48 48 là hồi trước đó là Phan Thiết. Hồi lúc đi chỗ giờ Phan Thiết là 86. À 86 sao mình mới đổi lại thôi chứ đó là 48. 48 giờ là của Đắk Nông. Đắk Nông là 47. Đó 47 là Đắk Lắk. Đắk Nông giờ nó chia vô 48 mà. Dạ. 81 đâu bác? 81 ở Gia Lai. Dạ 82. 82 là Cục Tâm. 83. 83 là ở Cách Tân ở đây. Dạ 85. 85 ở Phan Rang. 86. Đó thì 86 hồi nãy nói là ở Bình Thịnh Phan Thiết. Dạ. Giờ đó đó. 87 đâu con biết nha. Không biết đó, bởi vì chỉ mày chưa đi rồi. 88. Bây giờ ngoài Bắc hồi trước đó là ở Hà Nội làm 9-30 với Hải Phòng 6, Hải Hưng là 34, Hải Hưng Yên rồi này kia đó phải không? Dạ. Đó là Móng Cái là 14, Quảng Ninh này kia đó. Dạ. Dạ. Kiên Giang nhiêu bác? Giang 68. Trời bác nhớ nè. 69 bác? 9 Cà Mau. Dạ. 94 là đâu bác? 94 Bình Liêu. Cháu người quê cháu ở đâu? Con 71. Ở Bến Tre hả? Dạ. Bến Tre là nào ở con ở Chợ Lách. Chợ Lách hả? Dạ. 67 đâu bác? Có 7 ở Bắc Giang có 7 67 Long Xuyên. An Giang. An Giang Long Xuyên. 66. Hả? 66 bác. 66 Đình Thác. 65. Lâm Cần Thơ. 64. Thứ nãy nói là Vĩnh Long á. Dạ 63. 63 là Tiền Giang, Kiên Giang, ở Tiền Giang đây. Dạ 62. 62 Long An. 61 bác. 61 Bình Dương. 60. 60 Đồng Nai. Đồng Nai giờ có 39 nữa. Còn 50 tới 59 là thành phố ha. Dạ. Quảng 43 là Đà Nẵng ha. 43 là 73 là Quảng Bình. Quảng Bình đúng. Đó. 72 là Vũng Tàu. Nằm tùm lum ha. Ồ bác nhớ hay ha. Ờ bất ngờ quá. Thấy bác đi con tưởng đâu bác bác sợ bác đi lạc á. Dạ. Cháu lên đây đợi ai đây? Dạ. Đợi người dước hay gì đây? Dạ. Đứng lên đây chứ đợi người dước hay gì? Dạ không, con Tết con đi vòng con gặp mấy cô chú lớn lớn con lì xì ít cho vui mà. Dạ con lì xì bác ít cho bác vui bác để bác mua nước đồ uống mua cơm ăn ha. Tết ta có lì xì rồi bác không? Nãy nói là chị 100-200 là hơn dạ, chịu á. Dạ hết chịu ha. Giờ bác còn được nhiêu? Giờ cũng còn giữ đây chứ đâu á. Nè con lì xì bác nè. Giờ chú tới 500 nè. Dạ cảm ơn cháu nha. Cái này của con với lại của mấy cô chú hay gửi con đi lì xì với vui mà. Còn những người lớn tuổi cũng có người nữa phải không? Đậu xe là kêu vợ đậu ở đây, không có đâu gì cần với dạ. Đó thấy không? Giờ thấy cái chú mất gia coi nhiều. Thế ấy bà bán này có cái người đi đường thấy chú vậy qua rồi thấy chú vậy thì nhà cửa đâu mà thấy làm được á. Chú cho chú được
500 chưa kỹ nhau cái mắt à. Cảm ơn cháu nha. Dạ bà già đó hả? À, em mới thấy bà lần đầu á. Chị ở đây chưa có thấy bà chưa? Dạ hả? Chắc bà ở chỗ khác, bà lại xin ha. Dạ, em thấy bà con bác cũng thương, cũng cho nhiều á. Để bà đi tới hỏi thăm bà. Không thấy đường. Bà không thấy đường. Dạ, chắc lớn tuổi lắm hả? Dạ. Ê, ê, vớt của chị con trái kìa. Vớt là lụm lên em. Rồi, mua trái đó. Mua trái đó mời bà cụ luôn. Lớn tuổi lắm rồi chị. Cũng 80 rồi. Dạ, dạ. Không có đôi dép á mà mang nó bị nó ấy hàng trước á. Thấy không, chẳng thấy không rõ. Không rõ. Dạ. Dạ dạ. Bà ơi. Bà vô đây bà chị này mới mời nước nè bà. Không nghỉ không? Cho mình ghé luôn. Vô đây ngồi nghỉ nè, con hỏi thăm con lì xì nha. Dạ. Cẩn thận nha bà. Cẩn thận. Dạ dạ, cẩn thận. Rồi. Cao bà bước lên. Dạ. Trời ơi ghế cao quá. Chị ngồi hai cái nè. Dạ. Ngồi đây bà, ghế đây nè. Dạ. Bà uống nước vừa không? Dạ bà không uống nước gì đâu bà. Bà uống nước gì không mời? Không bà không uống. Bà uống nước suối không? Bà mới uống này. Bà ở chỗ khác tới hả bà? Bà ở hồi đó bà ở đây rồi bà đi về An Giang để nó nghe. Dạ. Rồi bà ở trển. Dạ. Rồi không có làm ăn gì, không có ai hết. Bà xuống đây. Dạ. Nay mai bà bao nhiêu tuổi rồi? 90. Ồ, 90 tuổi hả? Tóc bà sao bà nó bị búi gì hả? Nó bị đánh con ơi. Bà đánh vậy hả? Ừ. Bà không cắt, bà không gọi vậy hả? Đâu có gọi chứ, gọi bình thường. Nó đánh bao nhiêu năm rồi bà? 2 năm rồi. Dạ. Được bình thường mà, nó có gì đâu. Dạ. Gọi cầu tha hồ, không có gì. Dạ. Bà thứ mấy? Dạ, bà thứ hai. Dạ. Quê An Giang mà chỗ nào bà? An Giang mà chỗ nào bà? Bà ở phường Mỹ Long phải không? Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên hả bà? Dạ, đúng. Dạ. Cái đó là quê gốc của bà luôn hả? Dạ, không biết cha mẹ đẻ đâu mà kêu lớn lên thế lại. Dạ. Rồi ông còn không bà? Không có. Dạ. Bà không có chồng hả? Không. Vậy là không có con luôn? Không. Sống mình xưa giờ luôn hả bà? Sống mình luôn. Nhưng mà hồi xưa bà còn thấy đường nhỏ là bắn số. Dạ. Bắn số không. Rồi giờ bà thấy đường rồi, đâu có thấy đường nữa không? Là chắc mắt bà do bà già nên mắt kém phải không? Dạ đúng rồi, nó hư con mắt nè. Dạ, chứ hồi trước bà vẫn thấy đường chứ? Thấy đường đó. Dạ. Bán số mà. Dạ. Rồi bà nghỉ bán vé số lâu chưa? Cũng 2 năm rồi. Dạ. Bà ngồi bán số, đèn xanh đèn đỏ bán được. Dạ. Bây giờ rồi. Đã thấy đường. Rồi bà, dạ bà trọ ở đâu? Dạ người ta cho bà ở chứ. Cho bà ở đàng hoàng. Ở đâu bà? Ở dưới này nè. Ở dưới này nè. Đây đi xuống dưới. Là thuộc địa phận của xã nào ạ? À? Không biết. Ôi bà không biết rồi, đưa đi sao biết đường mình về? Đây vậy đó, rồi lát người ta đi, người ta đi xe ôm mà. Người ta chạy xe mới đó. Dạ. Rồi thiếu gì người ta thấy mình ta chở mình về giùm. Rồi bà không biết chỗ nào rồi sao mà biết nó người ta chở về? Ở đây người ta quen nhiều lắm. Dạ. Tại hồi đó bà bán số đâu. Ủa con ở đây cũng 10 năm rồi con không thấy bà. Mấy chị đây con không thấy bà nữa hả? Không có đi. Dạ? Bà không có đi đâu, bà hỏi chỗ bà. Ý là bà bán, mà bán góc nào, sao con không có thấy bà? Con biết
Ở đâu mà? Cái chợ Trưng Lưu không? Dạ. Cái chợ Trưng Lưu không? Chợ Trưng Lưu là chợ gì ta? Chợ Trưng Lưu đây đi chạy xuống. Chợ Trưng Lưu hả? Nghe kêu Trưng Lưu chứ bà không biết. Là ở chỗ nào cả? Ở ngay quán cà phê. Ngoài đường. Dạ. Rồi bà sống một mình vậy luôn hả? Giờ đi kiếm tiền chơi. Dạ, cũng không có ăn uống gì hết. Dạ. Nè, bà bị gãy chợ hả? Dạ. 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 Mỗi giờ lâu lâu. Ồ, nó phù lên vậy hả bà? Dạ, nó nhức nhức. Tại dạ. Vì xương nó chặt kẹo á. Dạ. Rồi. Rồi anh em gì bà không còn sống mình gì rồi, rồi ai lo cho bà? Bà quán phê đó bà thương người lại bà giận má bà nói sao kệ tao bà chết tôi lo cho bà tôi nói bà chết bỏ vô trong cái lửa đó tốt dạ rồi gửi là vô chùa giùm thôi dạ bà không có cái gì 90 dạ rồi bà đi dài dài trong mấy cái đường này bà xin à, bữa nay mới đi lần đầu tiên nè à. Dạ đúng rồi con lần đầu con thấy bà luôn nãy giờ con đi về nghe con thấy bà luôn á dạ thấy bà thấy lạ quá mà thấy bà con mắt cũng thương cũng cho đi nhiều đâu rồi, biết nói gì đâu đi thường thường bà sinh ở đâu không có sinh gì hết trơn lâu lâu phải ra ngồi chút phải cho vài chục vô ăn rồi dạ ủa con nghĩ chắc bà đi nhiều chứ hả tại vì con thấy tay chân da bà bị nắng nó sạm luôn à bà không đi bà trong nhà không hả nhưng mà đều nói nghe cái quán cà phê giống quán giống nằm trước á dạ 90 tuổi luôn rồi dù khi để cái bàn số rồi mua người ta kêu giống dạ là hồi xưa giờ bà chưa có gia đình hoặc là hay là có gia đình rồi chia tay bà không biết gì chết sống gì đó dạ sao bà ý là xưa giờ bà có gia đình không hả? Không có gia đình à từ hồi nhỏ giờ không có chồng luôn rồi về quê với em Mỹ Long ở Long Xuyên bà còn bà con gì không còn đứa cháu chứ mà nghèo đó. Dạ nhà nó đâu có tiền nó nuôi mình dạ cháu con của ai bà con của bà chị mà đâu chị đâu thấy chị dạ con của bà chị chắc dạ. Chị của bà chắc lớn lắm rồi hả dạ, lớn bà đâu có thấy đâu dạ hồi đó giờ không thấy ai không thấy là sao bà biết ai biết có đứa cháu rồi nó nuôi mình á dạ cũng không rõ câu chuyện của bà ha dạ dạ bà nói mình cũng không rõ tại lần đầu bà xuất hiện đây không cũng ai rõ nói chung đi ngang bà đi xin rồi người ta dễ thương người cho ít ít chứ còn giống như Khương Dừa mà muốn giúp bà cũng không rõ nữa không rõ về hoàn cảnh của bà nữa con đâu biết sợ bà dạ vậy đi con cho 5.000 10.000 rồi bà ấy dạ giờ cho nhiều nhưng mà có ai bắt bà đi xin gì không không dạ tại giờ cũng có nhiều người ta hay bắt nhiều người lớn đi xin lắm không tin á dạ cũng có nhiều khi con cháu cũng nhiều khi cũng không lo mà bắt bà già đưa đi xin khổ sợ vậy đó dạ bà đi thiếu bà đi về rồi dạ dạ thì đó chị sợ vậy mà sợ bà không dám nói tội nghiệp bà nếu mà có thấy bà hoài thôi dạ nếu bà đi xin thấy bà hoài dạ 2-3 tháng dạ bà xin buổi về cái về đủ đi chút hồi nãy mới đi vô đó giờ đi ra về rồi. Dạ rồi gọi là có xe rước bà về không có đi ra đường lát nữa mấy xe ôm nó biết hết dạ dạ rồi con hỏi thăm xíu con ly xì bà ha dạ dạ cho, con. Dạ dạ con biết nhà là rõ ràng mà bà rõ ràng thì con giúp đỡ bà biết chứ dạ dạ tại vì cũng không rõ bà dạ, như thế nào mà cũng cảm ơn con khi nào gặp mình ấy nhờ dạ chào tạm bà dạ nó đanh thế là cứng luôn bà ngồi ủa sao bà không cắt bà cắt không được đâu, người ta nói được nó cắt. Là sao bà cắt bệnh hay sao? Người già đúng rồi. Cắt bệnh cắt. Hồi trước bà cắt bây giờ bà không cắt hả? Hồi đó giờ mới bị. Mới bị nó đanh vậy hả? Dạ. Mới bị chừng
mấy tháng nay à. Ngứa không bà? Không, không ngứa, bình thường, gội đầu bình thường luôn mà. Rồi à, mình lấy xà bông mình trà trà cái này nè. Xưa giờ bà có vô chùa tu không? Hồi đó nhỏ vô chùa ta cho mà, vô chùa vô chùa nào không biết. Dạ. Trời ơi, một thân một mình gì rồi bệnh hoạn rồi ai lo? Dạ. Bà đi cẩn thận nha bà, tại ở ngay chợ. Dạ. Mấy đứa cháu nãy thấy bà đi khác được. Dạ dạ dạ, tại vì bà con bác nó bán buôn nè, để được nhiều khi bà đi rồi xe cộ rồi đó. Mấy cô bán ha, bán buôn thương bà lắm. Dạ. Bà đi dưới nước luôn á, bà đi về đại luôn. Người ta phải dắt bà đó. Dạ. Bà mấy... phải xin vía bà quá trời, bà chín chục bà đi. Ừ, xin chục ha. Mất bốn mấy đi muốn bắt mẹo luôn. Dạ hả? Dạ. Rồi bà đi người ta cho bánh bà vậy hả? Dạ cho bánh bà cho đồ theo vậy hả? Dạ. Dạ. Rồi xin vậy buổi người ta cho khoảng được bao nhiêu hả bà? Đâu biết chừng hả? Ở bữa nay mới đi lần. Dạ. Rồi cũng mấy tháng nữa mới đi dù nằm dạ. Tiền khổ quá mới đi không thôi, đâu có ăn uống. Ý ý là bà chỉ xin đủ bà ăn thôi. Đủ ăn. Chứ bà không có xin dư làm gì? Dư làm gì? Ủa sao bà không xin dư đi để mốt nhiều khi bà đau bệnh rồi bà uống thuốc. Mấy người đáng tâm tốt lắm. Dạ. Mấy người quán nhà bê rồi tốt. Dạ. Sợ mốt đau bệnh không có tiền uống thuốc. Rồi với ông bà thương bà lắm. Bà 90 kêu bà bao giờ bà bệnh gì gì tầm bậy. Dạ. Bà bị xe đó đụng gãy rồi. Dạ. Bà vô dạ. Nằm rồi hết à. Không có tốn cái gì hết trơn. Không bỏ không làm gì uống thuốc. Dạ. Răng bà rụng không còn cái nào hết rồi. Không. Rụng 90 rồi còn gì nữa. Dạ rồi về bà ăn uống bà nấu bà ăn hay là mua mua ngoài? Không, cháu người ta bưng lại cho ăn. À, người ta trưng lại người ta ăn luôn. Dạ. Dạ. Ủa, sống xưa giờ một mình luôn vậy. Đó, bà diễn tả cái chỗ mà bà ở rồi con nghe con có thời gian con lại con thăm bà. Đây nè, con đi thẳng xuống dưới. Dưới đâu bà? Thẳng xuống dưới vậy, chỗ cái con biết đi chợ chân luôn không? Chợ gì chị? Chợ gì chị? Hả? Lâu không công nghiệp chân lâu quá. Chinh Lưu hả? Ờ, không có nghiệp Chinh Lưu quá. Ở huyện gì? Bình Chuột, Long An. Hả? Ừ. Xã nó xã gì ta? Xã gì ngoại? Là không biết xã đó. Chị hát lợi là ở thôi. Trời ơi, vậy bà ngoại đang ở với Cần Chuột hả? Không có nghiệp đó là Chinh Lưu là ở Long An. Chinh Lưu là của kiểu của Đài Lao hay vậy? Của Long An, mới không có nghiệp. Ý là con nghiệp tên lạ tại? Trời ơi, không có nghiệp Chinh Lưu là mẹ. Vậy hả? Ừ. Em nói nghe. Dạ. Rồi bà ở ngay chợ đó rồi vô đường nào kiếm bà? Đâu có, mà ngoài đường nè, quán cà phê nè. Cái đường quẹo vô chân lưu đó. Bà ở ngoài quán cà phê, còn phát cà phê tên gì bà? Tên bà Tư là gì? Bà Tư hả? Tên nghe nó Tư Tư. Là bà ở ngoài quán cà phê hả? Bà có nhà không? Không có nhà. Bà ở ngoài quán cà phê. Đi vô đó hỏi thăm bà, người ta biết không? Biết chứ mà, con thì lợi là thấy bà rồi. Vậy hả? Lại xíu nữa bà về hả? Dạ, tối ngày đâu có đi đâu đó. Dạ, vậy có thời gian con chạy xuống thăm bà, con tìm hiểu thêm ha. Dạ, dạ, dạ. Vậy hỏi thăm khu nghiệp đó, người ta biết hả chị? Dạ, con lì xì bà nha. Dạ, bà cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, bà cất kỹ bà biết nhiêu không? Bà cất gì là lẫn tiền không? Dạ. Cảm ơn cháu nha nhá. Dạ. Về. Dạ. Xuống cứ đi thẳng xuống. Dạ, để con xuống con tìm hiểu thêm thôi, coi giúp được gì giúp cho bà. Giúp bà giúp. Dạ. Mà con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn dạ, cháu. Dạ, dạ, dạ. Rồi bà giờ bà đi ha, về. Về hả? Có xe nào rước bà đâu? Đi thẳng. Thẳng ngoài có phải có xe rước sao mà đi ngoài được? Lần đầu tiên tôi vừa thấy bà ở khu chợ An Phú Tây rồi quá. Dạ. Mà bà chia sẻ thì mình cũng không rõ nữa. Thôi có thời gian mình sẽ đến mình tìm hiểu thêm. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha. Kính chúc quý bà thật nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn nhiều ạ.